món ngon cùng vị. Với mọi người, đây là anh cameraman được Hòa Minzy đặt tên là Nam. Xin hỏi là anh Nam, anh cảm thấy thế nào với cái tên mới này ạ? Mình cảm thấy hơi bị nghẹn. Nghẹn như sao hả anh? Bởi vì tên mình không phải tên là Nam, mà là do khi trong quá trình quay ấy, bạn ấy có hỏi tên mình, nhưng mà mình không trả lời nên là bạn ấy tự đặt cho mình tên là Nam. Có tên là gì? Có tên là gì? Mà anh nghĩ là em tìm hiểu các loại rau xong rồi em tìm hiểu các loại động vật xung quanh đây thì mình thấy nhiều chim lắm. Thôi em đang phải hỏi camera của em để dễ kêu. Em sẽ đặt tên anh. Anh cảm thấy cái việc Hòa Minzy đặt tên cho anh thì thế nào ạ? Mình thấy khá là buồn cười. Bởi vì khi đấy mình vác máy đi theo bạn ấy thì cái máy này thực ra nó rất nặng. Nhưng khi bạn ấy đặt tên cho mình Nam ấy, khi đấy mình cố nhịn cười để mà cái máy nó không rung, nhưng mà càng nhịn thì nó lại càng buồn cười. Nên là hình nó hơi bị rung một chút. Thế trong suốt quá trình quay đi theo Hòa một ngày trời thế thì anh cảm thấy nhân vật Hòa Minzy thế nào ạ? Bạn ấy khá là tăng động. Nhưng mà thực ra trong quá trình quay thì bạn ấy có nhiều cái hoạt động và nhiều cái lời nói nó rất là buồn cười. Mình phải theo thì nó cũng khá là vất vả. Nhưng mà ngược lại thì nó lại khá là thú vị. Vất vả thì phải nhịn cười. Đúng rồi. Nhưng mà em đến ngày đầu tiên là em đến đây người đầu tiên. Xong rồi em nhìn thấy các anh quay phim, các anh chẳng nói chuyện gì với em, các em tự đặt tên cho mọi người luôn. Em gọi anh lên nhìn này. Ừ, ok. Anh Nam! Anh Nam ơi! Anh Nam, giơ tay lên đi! Thấy chưa? Thấy chưa? Anh Nam! Anh Nam ơi! Anh Nam, giơ tay lên đi! Từ lớn chim su, vạn món ngon cùng vị.